luôn, tất cả luôn. Đúng hết. Cái này đúng tiêu chuẩn là chỉ cái bơm 1/3. Là 1/3. Làm sao mà khi mình nhét vào nó đầy ấy là được, chứ không phải là bơm hẳn như thế này. Bơm nhiều quá nó phè ra ngoài. Ừ, đúng. Đẩy bu lông vào nó ok.